Chào tất cả anh em nhé, trở lại với kênh Máy Dầu Dương nha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng nha. Hai con này em bán đi cho ông anh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ha. Đây. Thì hàng em mới về được một mớ rồi anh em nào cần liên hệ này, em quay chi tiết cho anh em xem ha. Con này là con NS40 này, dân ma đẹp nha. Con này chạy bấy giờ anh em nhé, chạy nước nha. Đó, máy rất là đẹp này, một con. Con này NS50 nó màu nó hơi xấu chút xíu ha. Lốc nó đẹp nha anh em, lốc đẹp nha. Trên này nó hơi nhăm nhăm nước sơn nha. Con này con NS75 có đề anh em nhé. Đó. Còn con này là con gì? NFA. Đây, cái lốc rất là đẹp ha, cái lốc rất là đẹp nha. Anh em xem. NFAD5 bét kim anh em nhé. Đó. L65 Mitsu 7 kìa. Con này con ga 85 có đề anh em này. Ga 85 có đề nhá. Chưa có thời gian dọn anh em nhé. Một con Mitsu D700 nữa ha. Đấy, về xấu đẹp có là con này ga 75 anh em nhé. Anh em nào mà ở xa mà không trực tiếp qua cửa hàng được thì cứ liên hệ em số điện thoại Zalo ha. Bao ship toàn quốc cho anh em ha. Hàng hôm nay cũng đi được khá là nhiều, cùng trống bớt rồi anh em ha. Đây là Mitsu 7 ha anh em nhé. Mitsu 7 ha. Con này Kubota EG550 ha. Trời. Đó. Con này Kubota EG550 luôn ha. Trong kia là con SSA60 ha bạc đạn ha. Con này Mitsu 6. Đó. Quay cho anh em tham khảo, anh em nào mua được con nào thì cứ liên hệ em nha. Mitsu 5 này, Mitsu 6 trụi nè anh em. Đó. Này là Mitsu 8, là Mitsu 8 này, M8 anh em ạ. Em có quay rồi mà anh em. Ha. Đây anh em lên cho anh em con này, con NS70 bạc đạn này, đẹp nè anh em ạ. Ha. Con NS6 em bán rồi ha. SD6 em bán rồi ha. Con Mitsu D75 này anh em. Mitsu D75 này. Lốc nó cũng đẹp anh em ha, không đến nổi ha, giá nó cũng hợp lý rồi. Con này chốt cho anh em 6 triệu ha, anh em mua chốt anh em 6 triệu ha. SS90 bây giờ này, SS90 bây giờ còn mấy con này, dòng SS này sao mà khó bán quá ta, ngoại hội. Con này con bảy khách chốt rồi anh em nha, người ta đang bỏ đây, vì A10 đấy khách chốt luôn rồi ha. Mitsu 95 này khách chốt luôn nè. Mitsu 85 này khách chốt luôn rồi nè. Mitsu 95 đây con nói khách chốt luôn nè. Ba con. Đó. Con EG65-2 trong nó khách chốt luôn rồi ha. Hôm nay có hai con EG65, một con đẹp thì ship về cho ở Long An ha. Giờ hàng nó cũng gần cũng hết nhiều rồi anh em. Anh em nào mà cần cứ liên hệ em nha. Bảy chủ em còn mấy một mớ anh em nhé, anh em nào mua bảy chủ ra liên hệ em nhé. Có 55 đẹp vậy mà không anh em nào hỏi ta. 55 này đẹp này, cái bô nó hơi xét xét chút xíu nha, chóc nước sơn em thay bô cho anh em. L60 dân ma này có đề này. E4 giật này, cái này một đàn lợn con oxy hải sản nha. Oxy hải sản này đơn giản thế anh em. Anh em mà nhiều anh em nó bao xài mấy năm, cái bao xài mấy năm cái vụ này là hàng nghề địa thì anh em về tự bảo quản xài thôi, mình chỉ với cách xài thôi. Còn mình vừa bao mấy năm thì không có đâu anh em ơi nha. Mình chỉ bao là đồ nghề địa, đồ nguyên bản nguyên zin của nó, về kiểm tra cái da trong này này. Cái da này nó bóng loáng như vậy á thì ok thôi. Là xài thôi có gì đâu. Đừng có mở bung ra, đừng có da này đừng có xước là ok rồi ha. Còn vừa bao anh em mà năm rồi mấy tháng không có anh em ơi. Nhiều anh em nói mua sợ trên mạng thế này thế kia, bên mình tuyệt đối nha, đảm bảo cho anh em chất lượng nha. EG550 chuỗi ha. E50 ha, bao gin bao đẹp cho anh em ha. Sáng giờ cũng đóng hàng cho anh em nha, cũng không có thời gian để đăng nữa anh em. Gần tới giờ thì em đăng một cái video cho anh em chọn lựa thôi ha.
Anh em nào mà sở hữu con bit su 8 này rất là đẹp anh em, chất lượng cực kỳ nha. Nhìn cái bô là nó biết là nó chạy nhiều hay ít anh em nhá. Nhìn cái bô lửa ha, có con HX985 này có hai ông trả giá này mà chưa tới giá em chưa bán được anh em nhá. Này đằng sau nó, em quay đằng sau nó, đằng sau nó bắn chớn, nó còn nút sơn nhất cỡ đó nè anh em, rất là đẹp á. Con này này HX85 nha. Điện thoại gần hết pin nữa nè, sáng giờ gọi quá trời. Rồi chào anh em nhé, ngày mai mình sẽ lên video tiếp cho anh em. Anh em nào cần máy thì cứ liên hệ mình nhé. Số điện thoại mình là 0985 927 776, Zalo bao ship toàn quốc cho anh em ha. Thì trong hiện tại trong này thì em đã chốt được 5 số con rồi nè, mai mà em đóng hàng đi cho anh em nữa ha. Hôm nay thì làm hơi mệt, nghỉ sớm một bữa ha. Rồi em chào tất cả anh em nhé.